Đây, xin chào các bác. Nay thì bên mình lại giới thiệu đến các bác nào đang có nhu cầu về cái sàn gỗ cũ. Đây, đang có nhu cầu về cái sàn gỗ cũ này thì mình có khoảng hơn 300 m². Đang có khoảng hơn 300 m² cái sàn gỗ cam xe các bác nhá. Cam xe Việt luôn. Chất gỗ cực kỳ đỉnh cao. Bản rộng là 10 phân, dày là 1 phân 6, dài là 1 m. Đấy. Cam xe Việt. Cam xe Việt. Cam xe Việt luôn. Đây, các bác nhìn này. Rãnh rồi, hèm rồi, tất cả mọi cái nhìn còn rất là tương đối, ván sạch sẽ. Có mỗi cái là cái mặt này, mặt trên này do thời gian thì nó bị xuống màu. Mặt trên này do thời gian thì nó bị xuống màu. Đây các bác nhìn này. Đấy, cầm xe nhé. Này là lên sàn là đẹp lắm này các bác này. Lên sàn là rất đẹp luôn nhé. Về em sẽ là cho các bác là đoánh thử đây. Đấy, về em sẽ cho đoánh thử đây, đánh bóng thử đây. Để cho các bác xem là khi mà đoánh dây giáp nhẵn cái lớp này ra thì nhìn nó sẽ như thế nào các bác nhé. Rất đẹp. Cầm xe 300 m, hơn 300 m. Dài 1 m, dài 1 m. Bản rộng 10, dày 1 phân 6. Cầm xe Việt Nam các bác nhé. Hơn 300 m. Rất là đẹp. Để cả một đống nữa này. Thì bác nào về lấy thì dùng thì báo em nhé. Hơn 300 m², ván sàn, gỗ cam xe Việt Nam. Đấy, các bạn nhìn thành ván sàn rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Ok, các bạn.